Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị học tập quán triệt chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và nội dung cốt lõi một số tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu của tỉnh và 172 điểm cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy và các xã phường thị trấn. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng với nhân đề tự hào tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Thông tin tới các đại biểu một số nội dung cốt lõi về nội dung cuốn sách xây dựng và phát triển nền đối ngoại ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về bài viết và nội dung cốt lõi cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, đồng thuận trong nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu cũng được học tập quán triệt một số chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng. Sáng nay, Cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa trạm bơm dã chiến Xuân Quan nằm trên địa bàn xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên vào hoạt động. Tới dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trạm bơm dã chiến Xuân Quan xây dựng từ tháng 12 năm 2023 đến nay đã hoàn thành. Trạm bơm có 8 máy bơm, lưu lượng thiết kế 16 mét khối trên dây. Chiều dài trạm bơm 26 m, rộng 7,4 m, tổng kinh phí trên 60 tỷ đồng. Việc vận hành trạm bơm dã chiến Xuân Quan nhằm bổ sung và pha loãng nguồn nước để giảm thiểu ô nhiễm môi trường kênh Kim Sơn dài khoảng 33 km hay còn gọi là sông Bắc Hưng Hải. Vận hành thử nghiệm ngày 25 tháng 3 đến nay, nước trên kênh Kim Sơn bước đầu được cải thiện. Để đáp ứng nhu cầu đi lại sản xuất của nhân dân và hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, huyện Yên Mỹ đã dành kinh phí hơn 300 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường giao thông nông thôn. Từ năm 2021 đến nay, huyện Yên Mỹ đã thực hiện trên 60 công trình đầu tư nâng cấp, cải tạo các tuyến đường giao thông thôn xóm và đường trục chính nội đồng với tổng kinh phí trên 300 tỷ đồng. Kinh phí chủ yếu được trích một phần từ ngân sách của địa phương, còn lại là nguồn đấu giá quyền sử dụng đất. Nhờ nhận được sự đồng thuận của nhân dân nên gần 100% đường giao thông nông thôn đã được bê tông hóa, nhựa hóa và đều được mở rộng từ 3 mét trở lên. Tại khu công nghiệp dệt may Phố Nối, thị xã Mỹ Hào, vào tối 22 tháng 3 vừa qua lại tiếp tục phát hiện một vụ xả nước thải vào hệ thống cống thoát nước mưa. Qua kiểm tra, công ty cổ phần phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối phát hiện tại hố ga đầu nối đường thoát nước mưa của công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Hoa Việt Nam có dòng nước màu đỏ nhạt, mùi hôi khó chịu và bốc hơi nóng. Bố trí máy xúc đào kiểm tra thì phát hiện đường ống từ hố ga đầu nối đang xả nước thải công nghiệp chưa qua xử lý vào hệ thống thoát nước mưa theo hướng thẳng từ công ty Đại Hoa ra. Công ty này đang cho hai doanh nghiệp khác thuê mặt bằng sản xuất. Tại thời điểm đó, xác định chỉ có công ty trách nhiệm hữu hạn Dệt Kim Bang Gia Việt Nam chuyên sản xuất dệt nhuộm đang hoạt động có lưu lượng nước thải 369 mét khối một ngày đêm. Công ty bên cạnh chuyên về lĩnh vực may mặc không phát sinh nước thải sản xuất và không hoạt động. Đại diện công ty Bang Gia không ký vào biên bản làm việc tại hiện trường tối ngày 22 tháng 3 và cho rằng trách nhiệm thuộc về đơn vị cho thuê hạ tầng mặt bằng là công ty Đại Hoa. Từ đầu năm đến nay, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Phù Cử diễn biến phức tạp. Lực lượng công an huyện đã xử lý gần 300 trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Trong đó, toàn huyện đã xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm 3 người chết và 6 người bị thương, tăng so với cùng kỳ 5 vụ, tăng 1 người chết và tăng 6 người bị thương. Qua công tác tuần tra kiểm soát đã phát hiện xử lý gần 300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tổng số tiền phạt gần 700 triệu đồng, tạm giữ trên 140 phương tiện, tước gần 150 giấy phép lái xe các loại. Thời gian tới, lực lượng công an huyện cùng lực lượng công an các xã thị trấn trên địa bàn sẽ lập các buổi tuần tra kiểm soát đặc biệt gần các dịp nghỉ lễ. Chuyển sang tin trong nước, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành công văn về việc triển khai biện pháp đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động thẻ ngân hàng. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ đạo rà soát các quy trình nội bộ về phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng, đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành, đồng thời chỉ đạo quán triệt cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống thực hiện đúng trình tự thủ tục phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng theo đúng quy định pháp luật khi thực hiện phát hành thẻ cho khách hàng. Rà soát đảm bảo các loại phí, lãi suất, phương pháp tính lãi đối với từng loại thẻ phát hành tuân thủ đúng quy định.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, hàng năm, sau khi kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giá bán điện bình quân được xem xét điều chỉnh theo biến động thông số đầu vào của tất cả các khâu và việc phân bổ các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện. Khi giá bán điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành, giá điện được phép điều chỉnh giảm tương ứng. Khi giá bán điện bình quân tăng từ 3% trở lên, giá điện được phép điều chỉnh tăng, thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là 3 tháng kể từ lần đầu điều chỉnh giá điện gần nhất, quyết định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 tới đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về việc tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình thị trường xăng dầu thế giới và trong nước để chủ động có biện pháp từ sớm từ xa nhằm đáp ứng đủ nhu cầu xăng dầu, tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu giải pháp đơn giản hóa cách thức thanh toán, đặc biệt xem xét xử lý doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử, kể cả việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. Trong những ngày vừa qua, ngư dân hành nghề đánh bắt ven bờ tỉnh Quảng Bình bội thu cá cơm. Mỗi tàu thuyền có thể thu về cả 100 triệu đồng mỗi ngày. Ngư dân rất phấn khởi vì có thu nhập cao. Không chỉ có ngư dân Quảng Bình, các tàu thuyền của các ngư dân Quảng Ngãi, Quảng Nam, Khánh Hòa cũng đều bội thu cá cơm và cập bến bán cho các đại lý cơ sở chế biến thủy hải sản, các xưởng chế biến nước mắm tại tỉnh Quảng Bình. Với giá bán dao động trong khoảng 13 đến 15 ngàn đồng một kg, nhiều tàu cá đã có thu nhập lên đến trên 100 triệu đồng chỉ sau đêm đánh bắt. Không chỉ các ngư dân có thu nhập cao từ trúng vụ cá cơm, nhiều người dân làm dịch vụ hậu cần, bốc vác, xếp dỡ tại cảng cũng có thu nhập ổn định từ 300 đến 500 ngàn đồng mỗi ngày. Chiều 26 tháng 3, một tàu chở hàng đã đâm sập một đoạn cầu ở thành phố Baltimore, bang Maryland của Mỹ, khiến ít nhất 7 người và nhiều phương tiện lưu thông trên cầu rơi xuống. Cơ quan cứu hỏa thành phố Baltimore cho biết đã nhận được cuộc gọi vào rạng sáng 26 tháng 3 theo giờ địa phương về việc một tàu chở hàng đâm vào cầu Francis Scott Key, hay còn gọi là cầu Key Bridge. Sau khi va chạm, tàu chở hàng nói trên đã bốc cháy và bị chìm. Sau sự cố, tất cả các làn đường đã bị phong tỏa. Lực lượng chức năng phải điều tiết giao thông, trong khi các nỗ lực cứu hộ được tiến hành khẩn trương. Hiện công tác tìm kiếm người bị rơi xuống sông vẫn đang diễn ra khẩn trương. Với chiều dài gần 3 km, Key Bridge là cây cầu dài nhất ở khu vực đô thị Baltimore. Cây cầu được khánh thành vào tháng 3 năm 1977. Mỗi năm có khoảng 11,5 triệu lượt phương tiện lưu thông qua cầu. Giới chức Nhật Bản đang thận trọng trước việc số ca nhiễm một loại vi khuẩn hiếm gặp gia tăng nhanh, dù các chuyên gia cho rằng khó có khả năng xảy ra một dịch bệnh mới. Theo giới chức Nhật Bản, số ca nhiễm hội chứng sốc nhiễm độc STSS đã tăng tới 30% tại Tokyo, cao gấp 3 lần so với năm ngoái. STSS do vi khuẩn liên cầu nhóm A gây ra có thể dẫn tới hoại tử mô và tỷ lệ tử vong vì căn bệnh này là 30% vào năm 2023. Các chuyên gia cho rằng STSS không phải là bệnh về đường hô hấp như COVID-19 nên khó có khả năng lây lan thành dịch bệnh. Dù vậy, người dân không nên chủ quan. Liên cầu khuẩn nhóm A có thể lây truyền qua các giọt bắn đường hô hấp và tiếp xúc trực tiếp, cũng như qua các vết thương ở tay hoặc chân. Đáng chú ý, khi nhiễm chủng nặng, vi khuẩn sẽ lây lan khắp cơ thể qua đường máu, ăn dần các nội tạng và cơ, khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê, rối loạn và thậm chí là tử vong. Nước Pháp đang hối hả chuẩn bị cho Thế vận hội mùa hè Olympics. Một trong những công tác chính là đảm bảo vệ sinh và diệt muỗi vằn truyền bệnh tại thủ đô Paris. Dự kiến sẽ có hàng triệu du khách tập trung tại Paris để theo dõi Thế vận hội và đồng thời cũng là ổ virus truyền bệnh của muỗi nếu không được kịp thời xử lý. Olympic Paris chỉ còn cách 4 tháng nữa. Giới chuyên gia dự đoán một vết đốt của muỗi vằn có thể phá hủy cơ hội tham gia thi đấu của vận động viên. Biến đổi khí hậu giúp muỗi vằn dễ dàng thích nghi với vùng khí hậu lạnh. Tuy nhiên, giới chức y tế Paris hứa hẹn tăng cường giám sát mối đe dọa từ muỗi. Biogen, một công ty diệt muỗi, đã thắng gói thầu bảo vệ khu vực tổ chức thi đua thuyền với kế hoạch lắp đặt 15 bẫy muỗi. Trong khi Hugo Plan vào tháng tới sẽ tiến hành lắp đặt thiết bị bắt muỗi trên diện tích hơn 1 hecta ở những khu vực ẩm ướt nhiều bóng râm. Trong suốt Thế vận hội, nhân viên công ty sẽ kiểm tra thường xuyên các hồ bắt muỗi. Muỗi vằn đã xuất hiện nhiều nơi ở miền Bắc châu Âu, bao gồm nước Pháp, trong hai thập kỷ qua, truyền nhiều loại bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết và Zika. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.